Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Không biết là anh em có bao giờ thắc mắc là môn phái né hay là môn phái choáng đi PK nó sướng hơn hay không? Thì hôm nay mình sẽ test thử luôn nhé. Thì bởi vì là nguyên thể mình build né, còn âm thân là mình build choáng, mà lực chiến của hai môn phái thì nó xem nhau. Thế thì mình sẽ đi PK luôn, bởi vì mình đang có 7 cái phe đánh đấu pháp. Để thử xem đánh đấm ra làm sao nha. Nói về đi PK thì úi xồ ơi, server mình căng lắm. Đây, anh em thể nhìn thấy này, bà top 1 server nói chung là cũng không biết bà ấy ông nha. Cái này chưa ai xác nhận cả. Đấy, mà cũng không biết là có kích nạp hay không. Anh em ở trong server thì cũng đồn đoán mà, nhưng mà mình thì mình không biết nên là mình không đưa ra quan điểm anh em nhé. Chỉ biết rằng là thỉnh thoảng bà này lại phọt ra những cái câu kiểu khiến cho người khác ức chế ấy, kéo kích bác chế nọ chế kia. Thì nếu như bà này là người của admin thì mình thấy bình thường không sao, bởi vì đây là nhiệm vụ bà phải làm. Nhưng mà nếu như người bình thường chơi game thì mình thấy hơi bị ảo game anh em nhé. Và đặc biệt là bà đấy rất yêu mình bởi vì rất hay dí mình này. Ai trời, anh em nhìn nhá, 1, 2, 3, 4, 5. Đâu đó mình đếm là vào khoảng 35-40 lần. Ấy, anh em thấy chưa? Quải từ 4 giờ sáng là bà này dí mình đến tận 5 giờ, 6 giờ luôn này. Ui, 7 giờ luôn. Nhưng thực ra mình chả quan tâm vì mình chơi game mục đích là làm video chơi vui cùng anh em là chính thôi. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ đi chiến đấu thử nha. Ô, bà này lực chiến ngang ngang tầm mình này. 2,29 này. Ô, 2,76 thì cao quá, không đánh được. Rồi, mình sẽ đánh lần lượt nha. Đầu tiên là bạn Như Lai với môn phái là môn phái né nha anh em. Rồi, mình sẽ để tốc độ x1 để anh em có thể ngâm cứu rõ hơn. Ok, đấy, được né nó tăng khá là nhiều máu anh em nha. Và đặc biệt là mình vẫn phải vứt vào đây là chính là phù ta. Bởi vì tầm này có rất nhiều anh em là đã build được em ứng long. Một xịt cái là đi luôn. Thành ra là em sơn giã tinh của mình không kịp kích hoạt cái nội tại HP dưới 30% để có thể lồi máu. Nên là bắt buộc là phải cho em phù tang là thôi. Khi nào mình lấy được cái giải thi pháp thần thông ấy, có cái khả năng hồi sinh thì mình sẽ bỏ ông phù tang đi và lấy vào đấy là một số những em pet khác, em phù tinh quái khác nó xịn xò hơn. Ok, ăn được không? Uầy, vẫn còn đầy cây máu này anh em này. Trời ơi, trời ơi. Anh em thấy nhận ra điểm gì khác biệt không? Đó chính là mình đã thay em đại bằng vương vào cho em tiểu long nữ rồi anh em ạ. Bởi vì tầm này là mình đi PK, PK là thấy cái chỉ số né của mình nó vẫn là chưa đủ 270 mấy % đấy, nhưng mà gần 300% nhưng mà vẫn chưa đủ vì có nhiều ông là kháng khá là cao. Nên là mình bắt buộc là phải xoay chuyển tình thế cho em đại bằng vương vào để mỗi một lần bị tấn công, kể cả là bị mình né được thì nó vẫn tính là bị tấn công anh em nhá, chứ không phải là một số bạn gì comment là nếu như mà né là không chịu tấn công nên không được cộng dồn. Không phải đâu, mà nó chỉ cộng dồn tối đa 5 lần. Thế cho nên là kể cả được né đi chăng nữa thì nó vẫn được cộng dồn bình thường. Chỉ có cái là hết 5 lần nó sẽ không kích hoạt nữa thôi. Thì tổng cộng là mình sẽ có được 30% né ở đây. Bởi vì là cái skill của em đại bằng vương của mình là vỗ cánh level 2 rồi. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ chuyển sang môn phái choáng và vẫn đi đánh cùng một bạn đấy xem như thế nào nha. Đó, môn phái choáng của mình thì 2,35 ức, nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Lúc nãy là mình đánh bạn Như Lai đúng không? Bây giờ mình sẽ đánh lại bạn đó. Như Lai, đây. Tiếp tục là Như Lai nha. Ok, vào trận phát thì có choáng luôn bởi vì có hiệu ứng của em Hoàng đế này. Một phát choáng cũng đau ấy chứ. Choáng cũng đau ấy chứ. Không được đánh con này. Mỗi tội là em Thanh Long thì vẫn đánh được, thế thành ra là mình mất khá là nhiều máu. Ô. Rồi. Ái chà, tỉnh dậy là được đánh ạ. À? Ai ạ? À? Ok. Ấy đau phết, nhưng mà không sao anh em nhé, vẫn thắng được. Chỉ có điều là HP của mình thì còn dấp dính máu, do là môn phái choáng thì không có cái khả năng hồi máu như kiểu là môn phái né anh em nhé. Nhưng mà kẻ địch thì bù lại là cũng không được đánh. Nhưng anh em có thể thấy là nếu như kẻ địch mà chơi em pet là Thanh Long thì vẫn có khả năng là mình bị thua, do là kẻ địch nó kiểu hiệp nào pet nó cũng đánh mà. Càng về sau thì mình thấy em pet nó càng quan trọng. Ok, thì ở lượt trận đầu tiên là mình thấy môn phái né là nó có ưu thế hơn một chút ở đây anh em nhé. Tiếp theo để xem là có anh em nào không. 2,15 này, Sida đúng không? Thì mình vẫn đang sử dụng môn phải choáng nha. Rồi, lại tiếp tục là có choáng này. Tiếp tục là có choáng này. Ok, mình tăng tốc độ lên x2 nha. Rồi. Ây à, khá là đau nha. Ây, ứng long của mình vẫn được. Vẫn là ok. Vẫn thắng được anh em nha. Và máu thì vẫn còn dấp dính. Để mình xem nếu như mà mình chơi một phải né phát nữa, mà lần này HP của môn phái né nó cao hơn một chút ạ.
thì khả năng là môn phải né vẫn chiếm ưu thế hơn một chút này. Bạn lúc nãy tên là gì ta? Cái gì là Sida? Trời, quả tên nghe chán thực sự anh em ơi. Sida đâu rồi? Ủa, sao không thấy vậy? Ôi da, ô hay, xôi luôn. Đây, mãi vì xa anh em nhé. Rồi xem như thế nào đây. Né được nha. Ok, vẫn cứ là né bình thường thôi. Hồi máu. Ai à, Ngang cơ thôi anh em ơi. Rồi, thực ra là trận này nó chỉ ngang cơ thôi, máu nó không chênh nhau quá nhiều anh em nhé. Rồi, ok, tiếp tục là một bạn khác đi. Lực chiến mạnh hơn chút nào. Ví dụ như bạn nào nhỉ? À rồi, để mình đánh với một bạn chơi liên kích bạo kích thì anh em sẽ thấy được sự khác biệt có lẽ là dễ dàng hơn này. Rồi, ok, đấy anh em thấy không? Liên kích mà mình né được thì vô tình là mình lại trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì né được nhiều thì còn hồi được nhiều máu hơn anh em ạ. Đó, còn đầy nguyên cây máu rồi này. Rồi, nhưng mà bạn này có giải thi pháp rồi, thế thành ra là vẫn hồi sinh nha. Mặc dù là không có phù tang ở đây. Ok, hầu như là không mất tí máu nào luôn. Ôi chết rồi, quên mất. Bạn này tên là gì nhỉ? Rồi, chuyển sang âm thân nào. Xa trận. Khiêu chiến này, đấu pháp. Ok. Bạn này như là sói xám hay sao ấy nhỉ? Sói xám luôn. Đúng rồi, bạn này là sói xám à. Để chơi thử môn vạch choáng xem nào. Đấy, hên xui vào trận là sẽ không có choáng. Bởi vì em hoàng đế này nó chỉ có tỷ lệ hên xui thôi, chứ không phải là cứ chắc chắn vào là choáng luôn nha. À đấy, được dính choáng rồi này. Được dính choáng rồi này. Ok. Rồi, nhưng mà với cách build choáng của mình thì mình vẫn ăn được anh em ạ. Ok là đấy. Lúc nãy thì mình chơi với một số bạn theo môn phái liên bạo, thì bây giờ mình sẽ đánh với cả môn phái né nha. Thì anh em sẽ thấy được sự khác biệt hơn. Ok, đây vẫn là choáng đánh với né nha. Đó, bạn ấy né được luôn này. Rồi luôn. Mặc dù là mình đeo cái kháng né nhưng mà không ăn thua, do là kháng né của mình chưa ổn lắm. Vẫn ăn được. Ảo thật đấy. Cơ bản là mình cũng hơn lực chiến một tí nữa. Rồi, thế để bây giờ mình chuyển sang môn phải né ra nào. Đánh đấm ra làm sao. Tiếp tục là khiêu chiến đấu pháp nào. Ok, vô cực tử đúng không? Mình sẽ mua lấy một vé, mất 100 tiên ngọc anh em nha. Khiêu chiến thử coi. Né này. Ây à, né khá gắt. Ây à. À mà bạn đấy là đeo kháng né nữa. Lúc nãy là bạn đấy đeo kháng né chứ không phải là đeo kháng choáng. Thế thành ra là mình mới ăn được cái trận đấy. Mặc dù là mình chơi choáng nha. Ok, lại hồi máu rồi. Ok ngay. Úi dồi, lại hồi đầy cây kìa. Ai xa. Đấy, trận này là mình bị thua nha anh em. Nhưng mà một phần lý do là bạn đấy cũng đeo cái kháng né nữa. Nhìn chung là sau khi đi test hai môn phái choáng với cả né thì mình thấy nó cũng 1-9-1-10 anh em ạ. Nó ngang cơ nhau. Chỉ có điều là ở trong phần mạo hiểm, tại sao mình vẫn cần cả hai môn phái đó? Do là ở trong cái con quái vật này này thì thỉnh thoảng sẽ có những con mà cái chỉ số kháng né của nó lên đến 400%. Ví dụ như thế này, con này là kháng hút máu lên đến 496% này. Thì cũng sẽ có những con mà nó kiểu kháng né lên 496%. Thì mình sẽ không thể nào mà chơi kháng né vượt qua được. Mình bắt buộc là phải chơi con mà có choáng. Đấy, mà tương tự như thế thì có những ải mà nó có choáng á, kháng choáng lên đến 500% thì bắt buộc là mình phải sử dụng môn phải né. Thì lúc đấy là luân chuyển cho nhau đi vượt ải nó mới ok. Thì anh em có thể nhìn thấy là với hai môn phái đấy là mình đã vượt ải đến tận 5 ức rồi này, 5,2 ức này. Ok, còn anh em thì thích môn phái nào hơn? Nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.